Xin chào các bạn, lại là kênh YouTube Đố Vui Nhanh Trí của bọn mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuỗi series Thử Tài Thông Minh bằng những câu đố thử thách hỗn hợp nhé. Nhưng trước hết, hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần cho kênh của bọn mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Love you. Chúng ta hãy cùng khởi động với câu hỏi đầu tiên nào. Loại bỏ 4 que diêm để chỉ giữ lại 5 hình vuông. Ai đã tìm ra được đáp án trùng khớp với màn hình nào? Hãy giơ tay cho mình biết nha. Hãy cùng tiếp tục với câu hỏi số 2 để xem câu hỏi này có làm khó được các bạn không nha. Di chuyển 2 que diêm để quả anh đào ra khỏi cốc. Và đây là kết quả. Có ai tìm được cách làm giống với video không nào? Nếu có thì dành tặng cho các bạn một tràng pháo tay thật lớn nha. Nào nào, hãy cùng tập trung và đến với câu hỏi tiếp theo nha. Làm cho con vật nhìn lại bằng cách di chuyển 2 que diêm. Và đây là kết quả, các bạn có thấy bất ngờ không nào? Nếu ai có cách làm giống với màn hình thì xin chúc mừng các bạn nha. Các bạn thật sự rất thông minh và tinh mắt. Nào, chúng ta hãy cùng tiếp tục với câu hỏi số 4 nha. Sửa phương trình bằng cách chỉ thêm một que diêm. Và đây là kết quả, các bạn nghĩ sao? Có trùng với đáp án của màn hình không nào? Nếu các bạn tìm ra được đáp án trùng khớp, xin được chúc mừng các bạn và dành tặng các bạn một tràng pháo tay thật lớn nha. Hãy cùng đến với câu số 5 để xem câu hỏi này có gì thú vị nào. Di chuyển 3 que diêm để càng con tôm hùm hướng xuống thay vì hướng lên trên như hiện tại trong hình. Wow, khó như vậy mà các bạn cũng nghĩ ra được sao? Mình thật sự không thể đoán được cách làm đâu. Chúc mừng các bạn nhé, các bạn thật sự rất giỏi. Hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Di chuyển một que diêm sao cho phân số của 1/7 viết bằng số La Mã bằng 1. Và đây là đáp án của câu hỏi này. Các bạn có đoán được cách làm này không nào? Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được kết quả nhé. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 7 nào. Di chuyển 3 que diêm để lấy 2 hình vuông ra khỏi hình xoắn ốc này. Tèn tèn, và đây là kết quả. Đáp án của các bạn có trùng khớp với màn hình của bọn mình không? Chúng ta hãy cùng tiếp tục với các câu hỏi tiếp theo nha. Điền số thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi. Các bạn có đoán được đáp án chính là 10 không? Và đây là quy luật. Chúc mừng các bạn đã tìm ra được đáp án của câu hỏi này nha. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Điền số thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi. Đáp án của câu hỏi này chính là số 6 nha. Và ai đã trùng khớp với đáp án ở trên màn hình nào? Hãy giơ tay cho mình biết nha. Cũng là một dạng câu hỏi điền số thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi. Các bạn hãy cùng suy nghĩ đi nào. Và đây là đáp án. Xin chúc mừng các bạn đã tìm ra được câu trả lời nhé. Cùng tiếp tục với câu hỏi điền số thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi nào. Lần này có vẻ khó hơn một tí đó nha. Và đáp án của câu hỏi này chính là số 8. Mọi người ơi, mọi người có tìm ra được đáp án trùng khớp với màn hình không nào? Các bạn nhớ xem lại quy luật của bài toán này nha. Nhanh quá, vậy là chúng ta đã đến với câu hỏi cuối cùng rồi nè. Điền số thích hợp vào vị trí dấu chấm hỏi.
Và đáp án chính là số 4 nha các bạn. Mọi người hãy xem lại quy luật của bài toán này nha. Chúc mừng các bạn đã vượt qua câu hỏi của đố vui nhanh trí trong tập này. Hãy nêu lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận để bọn mình biết nha. Bên cạnh đó, hãy dành tặng cho bọn mình một like và một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye!